Em biết không, mỗi lần ở bên cạnh em á thì anh hạnh phúc lắm. Mày thấy chưa? Tao nói có sai đâu. Anh Thiên, tôi không ngờ anh lại khốn nạn như vậy. Đồ hèn. Anh, mấy người này là ai vậy? Mày còn hỏi đây là ai hả? Con quỷ. Mày giật chồng ta vậy? Hả? Buông ra khốn nạn này. Buông ra đi. Buông ra đi. Tỉnh lại em. Ra đi vậy. Buông ra đi. Buông ra được rồi. Ông còn bên đó nữa hả? Thôi mà. Buổi này tao cho tụi bay mèo mã gà đầu đó. Em. Con quỷ này. Thôi. Trời ơi. Lan. Thôi đi. Thôi mà. Thôi bình tĩnh lại đi. Thôi bà bình tĩnh đi. Chồng của ông ta mà bà làm như chồng bà vậy. Em đó à. Để cho ông Huệ ra giải quyết đi. Huệ, mày nói đi. Mày muốn đánh tao đánh cho mày. Không có sợ gì hết á. Thôi em. Tại sao lại lừa dối tôi? Hả? Cô thấy hết rồi đó. Tôi cũng không muốn vòng vo làm gì. Tôi chỉ yêu một người duy nhất, đó là Thanh. Kể từ bây giờ á, mình ly dị đi. Em có sao không? Em không sao hết. Thiệt. Anh nên suy nghĩ kỹ lại đi. Huệ mới là người thương anh thật lòng. Anh không nghe anh Thiên nói rồi hả? Người anh Thiên yêu bây giờ là tôi. Tôi mới là người yêu ảnh và có thể lo lắng cho anh mọi thứ. Tôi còn chưa nói với cô. Tôi không cần biết cô có yêu anh Thiên thật lòng hay không. Nhưng cái việc cô chen chân vào phá nát gia đình nhà người ta là không thể chấp nhận được. Anh im đi. Anh biết cái gì mà nói? Tôi đã nói rồi. Tôi và Thanh yêu nhau thật lòng. Và tôi sẽ ly dị với Huệ. Chuyện của nhà tôi á, không mượn anh xí vô. Tôi cũng không có rảnh ở đây để nhìn bộ mặt mấy người. Đi ra đóng cửa lại cho tôi. Đừng có để mấy người đó vô phá nữa. Dạ. Anh xin lỗi. Em đừng có buồn anh nha. Từ bữa giờ á, anh còn phải chạy lo thủ tục thành lập công ty, nên anh chưa có thời gian về quê nói chuyện trực tiếp với cổ. Anh đừng có lo. Em không có giận anh đâu. Em thấy mấy người đó hung dữ quá. Em chỉ sợ cổ không chịu ly hôn với anh. Em không có gì phải sợ hết. Em yên tâm đi. Nhất định anh sẽ ly hôn với cổ. Kể từ bây giờ cho đến cuối đời, anh chỉ có một người vợ duy nhất, là em. Đây là đơn ly dị. Tôi đã ký xong rồi. Giờ tới cô. Ký đi. Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm của tụi mình lại không bằng một người phụ nữ chưa đầy một năm hay sao? Thời gian ngắn hay dài đâu có quan trọng. Quan trọng là ai có thể giúp ích cho sự nghiệp của tôi. Hiện tại Thanh đang đầu tư cho tôi mở công ty xây dựng. Thanh mới là người vợ thích hợp với tôi, chứ không phải cô. Cho dù cô không ký, tôi cũng sẽ làm thủ tục xin đơn phương ly dị. Chiếc nhẫn này là do ba cô cho tiền tôi mua để làm sính lễ. Giờ tôi trả lại cho cô. Tôi và cô chưa từng có con cái gì với nhau. Coi như không nợ nần gì hết. Tao không nợ. Mày lại bội bạc như vậy. Ba. Ba đang mệt mà. Sao ba không ở trong nghỉ đi? Chuyện như vậy mà có còn giấu ba nữa. Hèn gì
tự nhiên cứ đi Sài Gòn. Còn mày, mày đi khỏi nhà tao. Ba, tao không có thằng rể như mày. Ba, ba đang mệt, để con dìu ba vô nghỉ. Tôi sẽ ký, anh về đi. Ba, à không, bây giờ phải gọi là bác mới đúng chứ. Không cần phải đuổi tôi đâu. Tôi không muốn ở lại cái xứ nghèo nàn quê mùa này thêm phút giây nào nữa hết. Những gì tôi cần nói tôi đã nói hết rồi. Kể từ bây giờ tôi và hai người không còn quan hệ gì với nhau. Thằng khốn! Ba! Mày! Ba! Ba! Ba sao vậy ba? Mùa sậy trổ bông sẽ được giới thiệu lúc 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1.